Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đại dịch đẩy mạnh số trường hợp tự tử ở Nhật Bản, nhiều nhất là phụ nữ. Từ phù thủy trở thành người Công giáo. Ngày đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ. Hành động của anh chị em là cần thiết hơn bao giờ hết. Đức Tổng giám mục Corleone kêu gọi chống lại quan điểm phò phá thai của Pelosi với những hoa hồng và chuỗi mân côi. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đại dịch đẩy mạnh số trường hợp tự tử ở Nhật Bản, nhiều nhất là phụ nữ. Trích dẫn sách trắng sẽ được Bộ Y tế nước này chính thức công bố vào tháng 11. Kyodo News đưa tin. Số vụ tự tử ở Nhật Bản tăng đột biến vào năm ngoái do ngày càng có nhiều nữ công nhân và sinh viên tự sát trong đại dịch COVID. Kyodo News cho biết, những thay đổi của môi trường làm việc do đại dịch có thể là yếu tố góp phần lớn nhất. Tổng số trường hợp tự tử của nước này đã lên đến 21.081 vụ, tăng 912 vụ so với năm 2019. Kyodo News lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên trong suốt 11 năm số trường hợp tự tử đã gia tăng. Các vụ tự tử đến từ phụ nữ đi làm tăng nhiều nhất. Tiếp theo là sinh viên nữ, trong khi số vụ tự tử của nam giới tiếp tục giảm theo xu hướng của 11 năm qua. Nhật Bản là một trong số ít các nền kinh tế lớn công bố dữ liệu chi tiết về các vụ tự tử, là một vấn đề xã hội dai dẳng. Sự gia tăng đột biến về số lượng có thể là một mô hình đang được nhìn thấy ở những nơi khác trên thế giới, khi các quốc gia phải vật lộn với thảm họa thất nghiệp và sự cô lập xã hội do đại dịch gây ra. Tại Nhật Bản, COVID đã ảnh hưởng mạnh đến phụ nữ, là những người có nhiều khả năng phải làm việc không thường xuyên trong các ngành bán lẻ hoặc dịch vụ, và gây ra gần 66% số vụ mất việc ở nước này vào đầu năm ngoái. Từ phù thủy trở thành người Công giáo. Hôm 1 tháng 10, mạng Church Pope có đăng một bài của Jacqueline Burke Powell, nhan đề Former Witch Become Catholic After Mysteriously Smelling Rose While Praying the Rosary. Nghĩa là, cựu phù thủy trở thành người Công giáo sau khi ngửi thấy mùi hoa hồng khi đọc kinh mân côi. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Angel Lee Kaplik đã chia sẻ trên Reddit một câu chuyện đáng kinh ngạc về việc ngửi được mùi hoa hồng một cách bí ẩn trong khi lần chuỗi mân côi. Cô ấy từng thực hành các pháp thuật phù thủy và chỉ mới theo Kitô giáo gần đây. Cô ấy chỉ mới bắt đầu lần chuỗi mân côi cách đây vài tuần theo lời khuyên của một người dì đã từng đi hành hương ở Lộ Đức sau khi cô gặp phải những khủng hoảng về tâm linh. Tôi đã tìm hiểu đạo Tin Lành vì tôi nghĩ nó tốt hơn đạo Công giáo, cô viết. Sau đó, cô giải thích rằng vào một buổi tối thứ sáu khi đang đọc kinh mân côi, cô đã ngửi thấy mùi hoa hồng. Cô không thể tìm được xuất xứ của mùi hương đặc biệt này và tự hỏi tại sao Chúa lại coi cô là người xứng đáng với món quà như vậy? Cô tin rằng dấu chỉ này cho cô ấy thấy rằng Đức Maria có thật và tôi nên theo đạo Công giáo. Cô viết như sau. Tôi không chắc đây có phải là một phép lạ hay không, và tôi không chắc liệu bài này có được phép đăng ở đây hay không. Điều này không phải để truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trở nên Công giáo hơn, vì tôi không muốn bạn được truyền cảm hứng để có một đức tin mù quáng và dựa vào phép lạ. Nhưng tôi phải chia sẻ điều này. Hai tuần trước, vào ngày thứ sáu, tôi bắt đầu lần hạt mân côi hàng ngày. Và nó diễn ra rất tốt. Tôi đã tìm hiểu đạo Tin Lành vì tôi nghĩ rằng đạo này tốt hơn đạo Công giáo. Vì phần lớn người dùng YouTube mà tôi theo dõi đều theo đạo Tin Lành. Một đêm tôi đang cầu nguyện. Và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi hoa hồng rất nồng. Tôi không sức nước hoa hay xịt dầu thơm. Và nếu có, tôi chỉ dùng ban ngày. Và như thế lúc đó sẽ hết mùi rồi. Tôi cũng đang cầu nguyện vào ban đêm.
Vì vậy, tôi thậm chí không ngửi thấy qua mũi của mình, nhưng tôi vẫn ngửi thấy. Thật là điên, tôi không tin điều đó. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi, một người đã từng làm quá nhiều phép thuật phù thủy và những điều kinh khủng? Nhưng dấu hiệu này cho tôi thấy rằng Đức Maria có thật và tôi nên là một người công giáo. Tôi hy vọng nội dung này không bị đánh giá thấp, hoặc bị loại bỏ, hoặc mọi người nói rằng nó là chuyện không có thật, vì tôi chỉ muốn truyền cảm hứng cho mọi người. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã ngửi khắp phòng và không tìm thấy hoa hồng nào cả. Ngày đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ, hành động của anh chị em là cần thiết hơn bao giờ hết. Hôm 1 tháng 10, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã ra một tuyên bố có tựa đề Ngày đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ. Hành động của anh chị em là cần thiết hơn bao giờ hết, toàn văn như sau. Thứ Sáu tuần trước là một ngày rất đen tối khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua dự luật phá thai cực đoan nhất từ trước đến nay. Cái gọi là Đạo luật Bảo vệ Sức khỏe Phụ nữ HR 3755 sẽ cho phép phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc trong suốt mọi giai đoạn của thai kỳ. Cấm các luật ủng hộ cuộc sống ở mọi tiểu bang và chính quyền địa phương. Buộc người Mỹ ủng hộ việc phá thai bằng tiền thuế của họ. Có khả năng loại bỏ các biện pháp bảo vệ lương tâm cho các bác sĩ trong số các hành động cực đoan khác. Trong số những người có mặt, tất cả trừ một thành viên đảng Dân Chủ Hạ Viện đã bỏ phiếu cho dự luật và tất cả các thành viên đảng Cộng Hòa Hạ Viện đều bỏ phiếu chống. Đảng viên Dân Chủ ở Hạ viện duy nhất bỏ phiếu chống lại dự luật là dân biểu Henry Kula của Texas. Trong tuyên bố phản ứng trước cuộc bỏ phiếu này, Đức Tổng giám mục Joseph Nauman, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sinh, đã gọi dự luật này là dự luật ủng hộ nạo phá thai cực đoan nhất mà quốc gia chúng ta từng thấy. Xin anh chị em vui lòng liên hệ với dân biểu của anh chị em ngày hôm nay để cảm ơn anh ấy hoặc cô ấy đã bỏ phiếu chống lại HR 3755 hoặc bày tỏ sự không đồng tình mạnh mẽ nhưng tôn trọng với cách thức họ biểu quyết dự luật này trong khi thúc giục anh ấy hoặc cô ấy xem xét lại sự ủng hộ đối với dự luật cực đoan này. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng nhiều khả năng Thượng viện cũng sẽ bỏ phiếu về dự luật này trong tương lai rất gần. Vì vậy, vui lòng liên hệ với hai thượng nghị sĩ của anh chị em để kêu gọi mạnh mẽ sự phản đối của họ đối với phiên bản thượng viện của dự luật này là S-1975 khi nó được đưa ra biểu quyết. Như mọi khi, chúng tôi biết ơn về bất kỳ hành động nào anh chị em có thể thực hiện đối với vấn đề này và tất cả những gì anh chị em làm để công bố phúc âm sự sống. Cũng xin hãy cùng chúng tôi cầu nguyện để quốc gia của chúng ta và các nhà lãnh đạo của nó sẽ đón nhận phúc âm này một cách trọn vẹn. Đức Tổng giám mục Cody Leon kêu gọi chống lại quan điểm phò phá thai của Pelosi với những hoa hồng và chuỗi mân côi. Mọi người nên cầu nguyện đặc biệt cho sự thay đổi trái tim của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về việc phá thai. Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileon của San Francisco đã nói trong một thông báo về một chiến dịch cầu nguyện cho bà này. Cần có sự hoán cải trái tim của đa số đại diện quốc hội của chúng ta về vấn đề này, bắt đầu từ lãnh đạo Hạ viện Nancy Pelosi. Đức Tổng giám mục Cordileon cho biết như trên hôm 29 tháng 9. Do đó, tôi mời tất cả những người công giáo tham gia đông đảo vào chiến dịch cầu nguyện và ăn chay cho Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Chúng ta hãy cam kết cầu nguyện một chuỗi hạt mỗi tuần và ăn chay vào các ngày thứ sáu để hoán cải trái tim của bà ta. Đức cha Cordileon mời những người công giáo và tất cả mọi người có thiện chí đăng ký chiến dịch bông hồng và chuỗi mân côi cho Nancy tại trang web của Viện Đức Benedicto 16. Một bông hồng sẽ được gửi đến cho bà ấy như một biểu tượng cho lời cầu nguyện và chay tịnh của anh chị em dành cho bà ấy. Đức Tổng giám mục đã than thở về việc Hạ viện thông qua HR 3755 mà Ngài nói sẽ áp dụng phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.
Dự luật được thông qua vào ngày 24 tháng 9 trong một cuộc bỏ phiếu chủ yếu theo đường lối của đảng, với kết quả 218 phiếu thuận và 211 phiếu chống. Tất cả các dân biểu Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống. Một đảng viên dân chủ là dân biểu Henry Kuehla của Texas cũng đã bỏ phiếu chống lại dự luật này. Đây là một phần trong phản ứng điên cuồng của Nancy Pelosi đối với dự luật phá thai dựa trên nhịp tim của Texas mà tòa án tối cao cho phép có hiệu lực. Phản ứng đối với việc thông qua dự luật này, Đức cha Cordelion nói, điều đó cho thấy đất nước của chúng ta và nhiều nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta đang cần một cách tuyệt vọng như thế nào, một sự hoán cải trái tim, để hướng chúng ta khỏi con đường dẫn đến cái chết và đòi lại một nền văn hóa của sự sống. Pelosi, một đảng viên dân chủ, người ủng hộ lâu năm cho việc phá thai hợp pháp, đại diện cho một khu vực quốc hội bao gồm hầu hết thành phố San Francisco. Bà ta nói rằng bà ta không đồng ý với Đức cha Cordelion về phá thai hợp pháp, cho rằng Chúa đã cho mọi người ý chí tự do để lựa chọn phá thai. Tôi đến với điều này với tư cách là một bà mẹ Công giáo của 5 đứa con trong 6 năm và 1 tuần. Bà ta nói tuần trước trên sàn Hạ viện khi ủng hộ dự luật. Và niềm vui khi tất cả những điều đó có ý nghĩa với chúng tôi. Nhưng đó là quyết định của chúng tôi. Nhận xét của Đức Tổng giám mục Cordelion là phản hồi trực tiếp với Pelosi. Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói về những đứa con của cô ấy một cách trìu mến. Cô ấy rõ ràng có một trái tim mẫu tử. Đức Thánh cha Francisco đã gọi hành vi giết người do phá thai tương đương với việc thuê một sát thủ để giải quyết một vấn đề. Giải pháp cho người phụ nữ khi mang thai bị khủng hoảng không phải là bạo lực mà là tình yêu thương. Xin hãy cùng tôi lần hạt và ăn chay để hoán cải trái tim mẫu tử của Chủ tịch Pelosi để đón nhận sự tốt đẹp và phẩm giá của cuộc sống con người, không chỉ sau khi sinh ra mà còn cả khi còn trong bụng mẹ. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng, ngày 1 tháng 10 đánh dấu ngày lễ của Thánh Teresa thành Lisieux, vị thánh người Pháp, được gọi là bông hoa nhỏ. Người được nhớ đến với lời nói này, sau khi tôi qua đời, tôi sẽ thả một cơn mưa hoa hồng. Tôi sẽ dành thiên đàng của tôi để làm điều tốt trên trái đất. Tôi sẽ nâng cao một loạt các vị thánh nhỏ hùng mạnh. Nhiệm vụ của tôi là làm cho Chúa được yêu thương. Và sau cái chết của thánh nữ, những bông hồng bắt đầu rơi xuống từ thiên đường. Đức Tổng giám mục cho biết, hoa hồng đã được gọi là chữ ký của Thánh Teresa, một dấu hiệu cho thấy lời cầu nguyện của người thỉnh cầu đã được lắng nghe. Hoa hồng cũng là biểu tượng của Đức Mẹ của chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria, một bông hồng huyền nhiệm. Vào thời điểm đặc biệt này trong lịch sử dân tộc chúng ta cần hơn bao giờ hết sự truyền cầu của Đức Mẹ, Thánh Teresa và tất cả các vị thánh khác, những người đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống. Đức Tổng giám mục Cordelion đã thành lập Viện Đức Benedicto XVI về Thánh Nhạc và Thờ Phượng Chúa vào năm 2014 để giúp cung cấp các tài nguyên thiết thực, giúp các giáo xứ có những nghi lễ tôn kính và đẹp đẽ hơn, đồng thời thúc đẩy văn hóa Công giáo trong nghệ thuật. Trong số các sự kiện sắp tới của Viện, là thánh lễ cầu nguyện cho người vô gia cư và công bố bức tranh vẽ các vị thánh bảo trợ của người vô gia cư. Maggie Gallagher, giám đốc điều hành của Viện Đức Benedicto XVI cho biết, hỗ trợ cho người vô gia cư và hỗ trợ cho trẻ sơ sinh có cùng nguồn gốc với nhau. Đó là niềm tin của chúng ta vào phẩm giá bình đẳng của mỗi linh hồn con người. Gallagher nói, chúng ta quan trọng không phải vì chúng ta giàu có, quyền lực, hữu ích hay xinh đẹp như thế nào, mà bởi vì chúng ta là ai. Chúng ta là những người con yêu quý như nhau của Chúa, Gallagher nói. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.